xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi CPA môn kế toán của tự ôn thi.com trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đi giải thích về chủ đề luật kế toán ừ, tại sao mình lại làm video về cái chủ đề này trong khi ở cái video hướng dẫn cái cách học môn kế toán hiệu quả thì mình đã chia sẻ rằng uh, cái chủ đề về luật kế toán này thì nó không phải là một trong các cái chủ đề trọng yếu của đề thi CPA môn kế toán. Uh, theo như kết quả mình giả soát cái đề thi các năm á, thì mình thấy rằng là uh, chỉ có đề thi CPA năm 2015 đó thì có dạng có một ý nhỏ là hỏi về cái luật kế toán này mà thôi. Thì có hai lý do, lý do thứ nhất là chúng ta học theo nguyên tắc 80 20 chứ chúng ta không học tủ, nghĩa là đây không phải một nội dung trọng yếu nhưng nó sẽ là cái nội dung mà chúng ta cần dành 20% thời gian để học, tức là không cần học quá kỹ quá sâu nhưng mà cần học qua đủ để lên được cái dàn ý câu trả lời, tức là có cái ý tưởng để mà trả lời câu hỏi. Cái lý do thứ hai là nhiều bạn trong số chúng ta thì đều đã làm kế toán kiểm toán lâu năm rồi nhưng mà có khi là chỉ sờ đến thông tư 200 thôi chứ còn uh, luật kế toán với chuẩn mực có khi chưa mở ra bao giờ. Cho nên là nếu như mà bị hỏi vào thì nhiều khi sẽ không thể nào kiểu có được cái ý tưởng để mà trả lời câu hỏi nốt đấy. Vậy nên là chúng ta hãy đi tìm hiểu nhanh cái chủ đề này thông qua 7 cái câu hỏi cơ bản sau. Câu hỏi thứ nhất đó là hãy trình bày các cái yêu cầu và nguyên tắc kế toán được quy định trong luật kế toán. Thì chúng ta biết rằng là kế toán ấy, nó là cái việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới các hình thức giá trị hiện vật và theo thời gian lao động. Thì như vậy, cái việc kế toán không phải là chúng ta thích làm thế nào thì làm mà nó phải tuân theo các cái nguyên tắc, các cái yêu cầu nhất định. Thì có như vậy nó mới có ý nghĩa chứ đúng không ạ? Chứ không thì nếu như mỗi doanh nghiệp lại kế toán theo cái cách của mình thì cái việc kế toán đó nó chỉ có ý nghĩa với đúng doanh nghiệp đó thôi. Chứ còn thì các cơ quan sở ban ngành, các cái nhà đầu tư người ta chả sử dụng được cái số liệu đó mà ngay thậm chí ngay cả chính cái bản thân doanh nghiệp đó nếu như kế toán theo riêng cái cách của mình ấy, thì cũng không thể so sánh được cái kết quả hoạt động của mình với các cái doanh nghiệp khác bởi vì kế toán theo các cái yêu cầu các nguyên tắc khác nhau mà chính vì vậy nên là trong cái luật kế toán ấy, người ta đã đưa ra các cái yêu cầu kế toán và các cái nguyên tắc kế toán để yêu cầu tất cả các cái công ty các cái đơn vị kế toán phải tuân thủ và các bạn hãy lưu ý rằng là bản chất của cái luật kế toán này nó sẽ đưa ra những cái nguyên lý chung nhất sau đó thì sẽ được triển khai thành các cái chuẩn mực kế toán cụ thể chính vì vậy nên là sẽ có nhiều cái nội dung trong cái luật kế toán này chúng ta thấy nó uh, có cái nét tương đồng với các cái chuẩn mực kế toán mà chúng ta đã đọc tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy quen thuộc với chuẩn mực hơn là với luật kế toán đúng không ạ Bởi chuẩn mực là cái mà chúng ta thường sẽ tham chiếu mỗi khi mà chúng ta muốn tìm hiểu cái vấn đề chẳng hạn với cái phần yêu cầu kế toán và nguyên tắc kế toán thì không chỉ được quy định ở trong luật kế toán mà nó còn được quy định ở trong cái chuẩn mực kế toán số 01 nữa đúng không ạ. Mình cũng đã có một cái video về các cái nguyên tắc kế toán theo cái chuẩn mực kế toán 01 rồi. Đầu tiên là yêu cầu kế toán thì ở đây yêu cầu kế toán sẽ có 6 cái yêu cầu. Thứ nhất là phải phản ánh đầy đủ các cái nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán sổ kế toán và báo cáo tài chính cái này nói thì đơn giản nhưng mà thực hiện thì cũng không hề dễ nha chẳng hạn là trong thực tế sẽ có những cái trường hợp mà công ty được nhận những cái tài sản cũ mà không phải trả tiền ví dụ như là công ty thiếu bộ bàn ghế thì bây giờ tổng giám đốc sẵn cây nhà lá vườn mang đến cái bộ sofa cũ nhà mình đến công ty đúng không ạ thì rõ ràng đây là công ty có tài sản và không phải trả tiền thì dẫn đến là phải ghi nhận tài sản có thể là công cụ dụng cụ hoặc là Tài sản cố định thì tùy trường hợp nhưng mà sẽ là phải ghi nhận tài sản và có thu nhập khác đúng không? Nhưng mà bây giờ ghi nhận thì phải ghi nhận theo số liệu nào? Bởi vì là có khi chính bản thân cái ông tổng giám đốc này ông cũng chẳng nhớ là cái bộ sofa ngày xưa nhà ông mua bao nhiêu tiền. Mà bây giờ cái một cái bộ sofa cũ thì không thể ghi nhận theo cái giá trị của bộ sofa mới được đúng không? Cứ bảo là ghi theo cái giá trị hợp lý của cái sản phẩm tương đương tại thời điểm ghi nhận. Nhưng mà một cái sản phẩm tương đương thì bây giờ nó chỉ có là cái sản phẩm mới tương đương chứ kiếm đâu ra một cái bộ sofa tương tự như thế lại cũng cũng đã được sử dụng cũ từng đấy năm như vậy nói chung là quy định thì vẫn phải ghi nhận nhưng mà cái việc mà uh, ghi nhận vào sổ sách trong thực tế thì nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề yêu cầu kế toán thứ hai đó là phải phản ánh kịp thời đúng thời gian quy định các cái thông tin số liệu kế toán chúng ta hiểu nôm na nó như kiểu làm giao dịch nghiệp vụ diễn ra vào thời điểm nào là phải ghi nhận luôn đó thứ ba đó là phản ánh rõ ràng dễ hiểu và chính xác cái thông tin số liệu kế toán tức là cái việc mà chúng ta ghi nhận cái nghiệp vụ vào trong hệ thống sổ sách kế toán của chúng ta thì phải đảm bảo là rõ ràng dễ hiểu và chính xác yêu cầu thứ tư đó là phải phản ánh trung thực khách quan hiện trạng bản chất sự việc nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính theo mình thì cái yêu cầu này nó sẽ có thể thấy rõ ràng nhất trong cái trường hợp chúng ta phải uh, ghi nhận các cái khoản mục mà liên quan đến các cái phán đoán, các cái ước tính, các cái đánh giá của kế toán ấy đúng không ạ? Chẳng hạn như kiểu lập dự phòng, đánh giá cái giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho chẳng hạn. Bây giờ một cái hàng tồn kho nó bị hủy hoại thì bây giờ đánh giá nó là giá trị thu hồi của nó có thể là được bao nhiêu? thì đấy là phải đòi hỏi cái sự khách quan trong việc nhìn nhận hay là cái thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cũng thế cũng phải là giữ cái quan điểm là trung thực khách quan đối với cái bản chất sự việc cái yêu cầu thứ năm đó là cái thông tin số liệu kế toán thì phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc cái hoạt động kinh tế tài chính từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán Số liệu kế toán kỳ này thì phải kế tiếp Cái số liệu kế toán của kỳ trước Cái này thì Dễ hiểu rồi đúng không ạ Tức là một năm 12 tháng thì phải kế toán hết cả 12 tháng Rồi là công ty tồn tại 50 năm Thì phải kế toán hết cả 50 năm Chứ không phải là năm nay tôi vui thì tôi kế toán Năm sau tôi không vui thì thôi Yêu cầu cuối cùng ở đây Đó là phải phân loại Sắp xếp thông tin số liệu kế toán theo trình tự Có hệ thống và có thể so sánh Kiểm chứng được Thật ra bây giờ thì chúng ta đều sử dụng phần mềm kế toán không hay ít nhất cũng là file Excel tức là phần kế toán sổ kế toán điện tử đó cho nên là cũng thường thì mình thấy cái việc mà sắp xếp so sánh hệ thống thì nó cũng không vấn đề gì lắm nhưng mà với các cái trường hợp như ngày xưa mà dùng sổ giấy ấy, thì là cái việc mà sắp xếp thông tin này rất là mệt cái nội dung thứ hai của câu hỏi này là về cái nguyên tắc kế toán thì cái nguyên tắc đầu tiên mà theo mình nó là nguyên tắc quan trọng nhất ảnh hưởng đến tất cả các khoản mục trên báo cáo tài chính. Đó là cái giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính. Các bạn ghi nhớ cái nguyên tắc giá gốc này là ghi nhận ban đầu bao giờ cũng theo giá gốc, còn sau đó chẳng hạn đối với các cái khoản đầu tư thì chúng ta sẽ có là phương pháp giá gốc với phương pháp vốn chủ sở hữu đúng không? Nhưng mà dù là phương pháp nào thì là ghi nhận ban đầu cũng theo giá gốc. Còn mọi cái sự thay đổi điều chỉnh thì là cho cái giai đoạn sau khi ghi nhận ban đầu, được chưa ạ? Cái nguyên tắc giá gốc này là nó được thấy rõ nhất trong cái việc ghi nhận của tài sản cố định này hay là hàng tồn kho này hay là các cái khoản đầu tư tài chính này đúng không ạ cái nguyên tắc thứ hai đó là các cái quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm Trường hợp thay đổi các cái quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình cho báo cáo tài chính. Cái này là chúng ta hãy nhớ đến cái video mình đã giải thích về sự thay đổi trong ước tính kế toán, chính sách kế toán và sai sót trong kế toán đúng không ạ? Chuẩn mực kế toán số 23 nếu như mình nhớ không nhầm. Nguyên tắc kế toán tiếp theo đó là đơn vị kế toán thì phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các cái khoản thu chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị kế toán. Cái yêu cầu kế toán này thì nó sẽ liên quan đến các cái khoản doanh thu chi phí mà liên quan đến nhiều kỳ kế toán thôi, dẫn đến nó phải phân bổ thì yêu cầu đây là phải phân bổ một cách thận trọng. Cái nguyên tắc kế toán tiếp theo đó là Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức tên gọi của giao dịch. Cái này chúng ta hiểu đơn giản là ghi nhận theo bản chất chứ không phải theo hình thức tên gọi. Ví dụ là một doanh nghiệp thì có ký một cái thỏa thuận gửi hàng bán cho đại lý, nhưng mà trong cái điều khoản của hợp đồng thì lại thỏa thuận rằng là cái rủi ro liên quan đến hàng hóa thì sẽ được chuyển giao tại thời điểm mà công ty uh, giao hàng cho đại lý thì như vậy tên gọi của hợp đồng thì hợp đồng gửi bán nhưng bản chất của nó chính là hợp đồng bán hàng đúng không ạ và chúng ta sẽ phải hạch toán theo cái bản chất của nó là hợp đồng bán hàng chứ không phải là hợp đồng gửi bán cái nguyên tắc cuối cùng đó là báo cáo tài chính thì phải được lập và gửi tới cơ quan có thẩm quyền đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thì phải được công khai theo quy định cái này theo mình là nó liên quan đến cái yêu cầu về mặt thủ tục hành chính hơn tức là các doanh nghiệp thì có thể sẽ phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế này, cơ quan thống kê này rồi là các công ty niêm yết thì phải gửi cho các ủy ban chứng khoán nữa thì đó là các cái nguyên tắc kế toán được quy định tại luật kế toán bây giờ chúng ta hãy sang câu hỏi thứ hai đó là anh chị hãy trình bày các cái quy định về kỳ kế toán theo pháp luật kế toán việt nam ừ, mình nghĩ là cái khái niệm về kỳ kế toán thì chúng ta chả ai còn xa lạ gì nữa rồi nhưng mà để mà trình bày đầy đủ được các cái nội dung liên quan đến cái quy định về kỳ kế toán trong luật kế toán ấy, thì lại không phải là ai cũng biết đâu cụ thể thì với cái câu hỏi như này chúng ta sẽ phải trả lời được các cái ý sau đầu tiên chúng ta sẽ phải trình bày được khái niệm về kỳ kế toán thì theo quy định tại luật kế toán kỳ kế toán nó là cái khoảng thời gian được xác định từ thời điểm bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính Tức là mình hiểu đơn giản đó là cái thời kỳ của một cái giai đoạn được lập báo cáo tài chính đúng không ạ? Cái ý thứ hai chúng ta phải trình bày ở đây đó là Các cái loại kỳ kế toán thì theo quy định tại luật kế toán sẽ có 3 loại kỳ kế toán Đó là kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng và kỳ kế toán quý trong đó thì kỳ kế toán năm sẽ là 12 tháng tính từ ở đầu ngày mùng 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch. Các bạn lưu ý là năm dương lịch nhé. Và đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức hoạt động thì được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế cái này thì chắc là gặp với nhiều các cái công ty có vốn đầu tư nước ngoài hơn tức là có những công ty họ có năm tài chính kết thúc vào 36 có công ty thì kết thúc vào 31 tháng 3 tức là theo cái uh, năm tài chính của cái công ty mẹ của họ ở bên nước ngoài á Thì những cái trường hợp mà có năm tài chính khác với cái năm dương lịch thông thường 31 tháng 12 thì sẽ phải báo cáo cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế còn kỳ kế toán quý thì sẽ là 3 tháng tính từ đầu ngày mùng 1 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Quý 1 thì tất nhiên là từ tháng 1 đến hết tháng 3 đúng không ạ? Sau đó lại từ tháng quý 2 sẽ từ tháng 4 đến hết tháng 6. Quý 3 từ tháng 7 đến hết tháng 9. Quý 4 là từ tháng 10 đến hết tháng 12, tất nhiên là đấy là với các cái công ty có năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 còn có những cái công ty mà có năm tài chính kết thúc vào thời điểm khác ví dụ kết thúc vào 30 tháng 6 thì khi đó cái quý 1 của họ lại là tính từ đầu tháng 7 cho đến hết tháng 9 đúng không ạ? Đó là kỳ kế toán quý còn kỳ kế toán tháng thì sẽ có thời gian là một tháng tính từ đầu ngày mùng 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng. Cái nội dung thứ ba mà chúng ta phải trình bày trong câu trả lời đó là cái cách xác định kỳ kế toán của một cái đơn vị kế toán mới được thành lập thì cái kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập sẽ được tính từ đầu ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định. Ví dụ là một cái doanh nghiệp mới thành lập và được cấp cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019 thì khi đó cái năm tài chính của họ đầu tiên, cái kỳ kế toán năm đầu tiên của họ sẽ được xác định là từ mùng 1 tháng 4 năm 2019 cho đến hết 31 tháng 12 năm 2019 đúng không ạ? Tất nhiên là với trường hợp họ có cái năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12. Thì đó là cái cách xác định cái kỳ kế toán với doanh nghiệp mới thiết lập. Thế còn cái doanh nghiệp mà bị chia tách hợp nhất giải thể phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc là chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu tức là họ những cái doanh nghiệp như này sẽ phải xác định cái kỳ kế toán cuối cùng đúng không? Thì khi đó cái kỳ kế toán cuối cùng của họ sẽ được tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng. Đến hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản có hiệu lực. Ví dụ là cái quyết định phá sản của một cái doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2019. Vậy thì cái kỳ kế toán cuối cùng của họ thông thường sẽ được xác định từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 cho đến 31 tháng 8 năm 2019. Đúng không ạ? Một cái nội dung cuối cùng chúng ta phải trình bày trong câu trả lời này đó là trong cái trường hợp đặc biệt đó là trường hợp cái kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng mà có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước để hình thành một kỳ kế toán năm. Và kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng thì phải ngắn hơn 15 tháng. Nghe thì hơi làng nhàng nhưng thật ra nó rất là đơn giản thôi Ví dụ một doanh nghiệp được thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 Vậy thì cái năm cái kỳ kế toán năm đầu tiên của họ sẽ có thời gian là ngắn hơn 90 ngày đúng không? Do vậy thì họ sẽ được phép cộng với cái kỳ kế toán năm tiếp theo Tức là kỳ kế toán năm 2020 để hình thành một cái kỳ kế toán năm Tức là từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 cho đến 31 tháng 12 năm 2020 Còn nếu như mà cái ngày thành lập của họ lại là vào ngày 15 tháng 9. Thì khi đó họ bắt buộc phải xác định cái kỳ kế toán năm đầu tiên là từ 15 tháng 9 năm 2019 cho đến 31 tháng 12 năm 2019. Bởi vì nếu như mà gộp với cái năm 2020 ấy, thì cái kỳ kế toán năm đầu tiên này của họ lại thành lớn hơn 15 tháng mất rồi đúng không ạ? Tương tự như vậy với cái trường hợp kỳ kế toán cuối cùng nếu như một doanh nghiệp mà có quyết định giải thể vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 thì khi đó họ sẽ được phép gộp cái năm tài chính cuối cùng cái năm 2020 đó với cái năm tài chính 2019 tức là sẽ thành một cái năm tài chính là từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 cho đến 15 tháng 3 năm 2020 thì nó sẽ đảm bảo là cái kỳ kế toán năm này nó ngắn hơn 15 tháng đúng không ạ? Còn nếu như mà cái kỳ kế toán năm cuối cùng của họ tức là cái quyết định phá sản của họ vào ngày 15 tháng 4 năm 2020 đi thì khi đó cái kỳ kế toán năm cuối cùng của họ bắt buộc sẽ phải là từ 1 tháng 1 năm 2020 cho đến 15 tháng 4 năm 2020 đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà gộp vào năm liền trước là năm 2019 thì khi đó cái kỳ kế toán năm của họ sẽ lớn hơn 15 tháng. À, các cái ví dụ mình vừa nói tất nhiên là áp dụng với các cái doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 nhé. Còn nếu như mà kết thúc vào một cái thời điểm khác thì chúng ta sẽ phải lấy một cái ví dụ khác. Nhưng mà về nguyên tắc là nó sẽ giống nhau. Thì đó là năm cái nội dung mà chúng ta cần phải trình bày đối với cái câu hỏi yêu cầu trình bày về quy định kỳ kế toán trong luật kế toán. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu hỏi thứ ba đó là câu hỏi về các cái hành vi bị cấm theo luật kế toán Việt Nam hiện hành. Thì nội dung của cái câu hỏi này nó sẽ được quy định tại điều 13 trong luật kế toán. Theo đó thì sẽ có 15 hành vi bị cấm Nói chung cái cách sắp xếp, xếp trong luật thì mình thấy nó theo cái thứ tự hơi là khó nhớ Còn với mình, với cái câu hỏi như này thì mình sẽ nhóm 15 cái hành vi bị cấm này thành hai nhóm Cái nhóm thứ nhất sẽ là các cái hành vi mà liên quan đến cái đơn vị kế toán Còn cái nhóm thứ hai sẽ là các cái hành vi liên quan đến các cái đơn vị hành nghề dịch vụ kế toán Hoặc là các cái cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán mà thật ra nhé, theo mình thì đối với cái câu hỏi như này Cả khi chúng ta chưa có đọc cái luật kế toán ấy Thì chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào cái hiểu biết chung của mình với cái ngành nghề kế toán này để bịa ra câu trả lời tất nhiên là sẽ rất khó để đủ được cả 15 ý trong văn bản nhưng mà ít nhất cũng phải được 8 đến 9 ý đúng không ạ không đến nỗi gọi là mất trắng điểm cho phần này vậy nên là khi làm bài với các câu hỏi lý thuyết nếu như chúng ta không thuộc quy định của văn bản thì hãy cố gắng sử dụng cái logic để hiểu biết chung của mình để nghĩ ra câu trả lời nhé cố gắng đừng để bài làm trống Ừ, cụ thể thì theo quy định tại điều 13 luật kế toán thì chúng ta có thể liệt kê các cái hành vi bị cấm như sau và tất nhiên là như mình đã nói là mình chia nó thành hai nhóm nhóm đầu tiên là các hành vi thuộc về đơn vị kế toán và kế toán của họ hành vi bị cấm đầu tiên đó là hoạt động giả mạo khai man hoặc thỏa thuận ép buộc người khác giả mạo khai man tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác hành vi thứ hai đó là cố ý thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp xác nhận thông tin số liệu kế toán sai sự thật. Ví dụ như là thực ra là uh, nợ. Nhà cung cấp những 5 tỷ cơ nhưng mà bây giờ uh, lúc yêu cầu xác nhận, gửi thư xác nhận thì bắt nhà cung cấp là phải xác nhận là chỉ nợ 1 tỷ thôi, nếu như mà ông không xác nhận như vậy cho tôi thì tôi sẽ không thanh toán nợ cho ông. Tôi sẽ cắt cái hợp đồng mua hàng từ ông. Kiểu như vậy. Thì hành vi đó là bị cấm nhé. Hành vi thứ ba là để ngoài sổ kế toán tài sản nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên kê, quan đến đơn vị kế toán. Cái này là một trường hợp mà mình gặp trong thực tế nhé. Ngày xưa cái hồi mà mình còn làm kiểm toán ấy, mình có đi gặp làm với một khách hàng thì cái khách hàng này họ làm về cái mạng dịch vụ tài chính dẫn đến họ có rất là nhiều các khoản tiền gửi rồi là các khoản vay với các cái ngân hàng ấy thì là trong số các cái phần tiền gửi ngân hàng của họ thì có một cái ngân hàng có số dư trên sổ sách của họ là bằng không nhưng mà cái lúc mà mình tiến hành cái thủ tục kiểm toán thì mình vẫn lựa chọn cái ngân hàng có số dư bằng không đó để mình gửi thư xác nhận thì cuối cùng cái ngân hàng đó họ lại xác nhận rằng cái khách hàng này có cái số dư tài khoản ở đấy mình nhớ là khoảng tầm 10 tỷ bởi vì là cái công ty này làm dịch vụ tài chính nên sẽ có rất nhiều trường hợp là khách hàng họ chuyển khoản vào tài khoản của công ty ở ngân hàng. Tuy nhiên thì công ty đã bỏ qua các cái giao dịch chuyển tiền này tại ngân hàng là không ghi nhận vào sổ sách kế toán. Tuy nhiên là bởi vì là cái thủ tục kiểm toán mình thực hiện mình lại lấy gửi thư xác nhận cho cả cái ngân hàng như vậy. Cho nên là cuối cùng họ mới bị phát hiện ra còn nếu như mà mình mà không gửi thư xác nhận cho ngân hàng đó thì chắc chắn nó cũng không thể nào phát hiện ra được cái việc mà họ đã để ngoài sổ sách các cái giao dịch tại cái ngân hàng này. Đây cũng chính là lý do vì sao mà tại sao cái lúc mà lựa chọn các cái đối tượng để gửi thư xác nhận ấy, đối với phần kiểm toán ấy, chúng ta sẽ thường sẽ phải chọn các cái số dư có số dư bằng 0, mặc dù bằng 0 vẫn phải gửi thư xác nhận là vì như vậy. Cái hành vi bị cấm thứ tư đó là hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ quy định tại luật. Cái thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán như nào thì ở cái phần sau của video chúng ta sẽ tìm hiểu nhưng mà đây chúng ta hiểu rằng là cái việc mà hủy bỏ hoặc là cố ý làm hư hỏng tài liệu ấy thông thường là sẽ cho mục đích là muốn xóa bỏ chứng cứ đúng không ạ kiểu như là thấy là mình sắp bị buộc tội sắp bị bắt sắp bị khởi tố dẫn đến là xóa bỏ tài liệu để cho cơ quan điều tra họ không tìm được chứng cứ ấy. thì các hành vi như thế đều là bị cấm hết hành vi bị cấm thứ năm đó là thực hiện nhiều hệ thống sổ hoặc là công bố nhiều các cái báo cáo tài chính không đồng nhất cho cùng một kỳ kế toán. Cái này là ngày xưa sẽ phổ biến hơn là bây giờ, tức là đặc biệt là các cái công ty tư nhân nhỏ nhỏ ấy sẽ thường có kiểu là có một hệ thống uh, sổ sách là quản trị thật, còn một hội hệ thống sổ sách là cho mục đích thuế thì dẫn đến là duy trì hai cái hệ thống sổ cùng một lúc với các cái số liệu khác nhau dẫn đến là cái hành động này thì bây giờ trong luật kế toán là bị cấm nhé duy trì một hệ thống sổ thôi cái hành động bị cấm thứ sáu ở đây đó là mua chuộc đe dọa trù dập ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định của luật này ví dụ như kiểu là giám đốc thì bắt buộc kế toán là phải ghi nhận giao dịch theo cái mục đích của mình làm trái luật Chẳng hạn như là uh, tổng giám đốc thì yêu cầu rút tiền tạm ứng cho tổng giám đốc thì chắc là tổng giám đốc đi um, phục vụ các cái nhu cầu cá nhân nhưng mà lại bắt uh, kế toán, hạch toán và sổ sách là tạm ứng tiền để làm các công việc của công ty chẳng hạn. Nếu như mà không làm thì tôi đuổi việc, kiểu như vậy. Hành động thứ bảy ở đây đó là cái người mà có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán thủ kho thủ quỹ. Trừ trường hợp là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu. Cái này thì cũng đúng thôi, tránh trường hợp là cái người điều hành một tay che trời sử dụng các cái tài sản của công ty cho mục đích riêng đúng không ạ? Hành động thứ 8 ở đây đó là bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tài luật. Điều kiện tiêu chuẩn như nào thì ít nữa chúng ta tìm hiểu. Tuy nhiên là cái ý của cái quy định này đây đó là khi mà một công ty mà tuyển dụng cái người làm kế toán và người làm kế toán trưởng ấy thì phải đảm bảo rằng cái người đó đủ cái tiêu chuẩn điều kiện theo quy định thế thôi chứ không phải là cứ tuyển bừa sau đó thì mới ngã ngửa ra là không đủ tiêu chuẩn không đủ điều kiện thì không được hành động bị cấm tiếp theo đó là thuê các cái cá nhân tổ chức không đủ điều kiện hành nghề điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị của mình cái này thì tương tự như cái hành động bên trên, tuy nhiên đây không phải là thuê cá nhân về uh, thuê nhân viên mà là thuê các cái cá nhân tổ chức hành nghề về làm dịch vụ kế toán. Thì cũng phải đảm bảo là các cái cá nhân tổ chức đấy phải có đáp ứng đủ cái điều kiện kinh doanh dịch vụ để cung cấp cái dịch vụ cho mình, chứ không phải là vì mối quan hệ thân tình mà tuyển đâu đúng không ạ? Hành vi bị cấm tiếp theo đó là kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì không được thông đồng móc nối với khách hàng để cung cấp xác nhận thông tin số liệu kế toán sai sự thật. Cái này thì quá hiển nhiên rồi, chẳng có gì để giải thích nữa. Thì đó là cái nhóm thứ nhất thuộc về kế toán và cái đơn vị kế toán còn mình bây giờ sẽ giải thích nốt cái phần các cái hành động bị cấm đối với các cái đơn vị làm hành nghề dịch vụ kế toán. Thứ nhất đó là cấm các hoạt động là kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không đảm bảo điều kiện quy định của luật. Tóm lại là chưa đủ điều kiện thì không được phép hành nghề. Hành động bị cấm tiếp theo đó là sử dụng cái cụm từ dịch vụ kế toán trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mà vẫn không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc là doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán rồi mà vẫn sử dụng cái cụm từ dịch vụ kế toán trong cái tên gọi của mình. Hành động tiếp theo đó là thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán với mọi hình thức. Cuối cùng đó là các cái hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong hoạt động kế toán. Cái này thì mình nghĩ nó chỉ là một cái câu gọi là bổ, bổ sung để tránh trường hợp bị sót thôi. Và cuối cùng đó là cấm ban hành công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền. Cái này thì là dành cho các cái cơ quan nhà nước chứ còn làm gì có cái doanh nghiệp nào tự nhiên lại công bố ra cái chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán đúng không ạ? Thì đó là 15 cái hành vi bị nghiêm cấm trong luật kế toán nhé.